Qua xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Tầm giá hơn 200 triệu, em có ngay một mẫu xe nhỏ gọn, bền lành, nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan giới thiệu cho anh chị và các bạn. Chiếc xe Toyota Yaris phiên bản 1.3. Xe có ngoại thất là màu đỏ, nội thất ghế da màu đen. Với dàn lốp của chiếc xe này thì đã được thay mới hoàn toàn rồi anh chị nhé. Mình mua về sẽ không phải nâng cấp trang bị thêm gì nữa, mà chỉ việc sử dụng thôi. Dòng của xe của nhà Toyota thì nó rất là bền. Độ lành của chiếc xe thì được đánh giá cao trong nhiều năm qua. Đây là những chi tiết về lốp láp của chiếc xe, mới thay cả dàn. Mình sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí về thay thế bảo dưỡng. Hiện trạng sơn si của chiếc xe thì nó cũng có tỉa lại một số chỗ rồi anh chị ạ. Về cơ bản thì nó cũng đã được làm lại, trông rất là đẹp anh chị nhé. Tổng quan chi tiết anh chị có thể tham khảo qua. Với cái tầm giá nó chỉ có khoảng hơn 200 triệu. Một chiếc xe em nghĩ là đáng để anh chị và các bạn có thể là cân nhắc lựa chọn. Đây là những cái chi tiết về phần không gian khoang cốp của chiếc xe. Với một cái không gian rất là rộng rãi cho anh chị và các bạn có thể chứa được nhiều đồ. Đây là những đường nét về hệ thống keo chỉ, đinh tán, táp ly của chiếc xe. Em sẽ quay đầy đủ hết cho anh chị và các bạn có thể tham khảo qua. Anh chị và các bạn có thể xem qua chi tiết em quay để mình cùng đánh giá và cảm nhận. Về không gian bên trong thì nó cũng rất là rộng rãi cho anh chị và các bạn có thể ngồi thoải mái ở hàng ghế thứ 2 với 3 người ngồi. Và em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan qua về phần khoang nội thất ở hàng ghế thứ 2 của chiếc xe. Đây là những cái chi tiết về chất lượng ghế ngồi của chiếc xe, anh chị và các bạn có thể tham khảo qua. Với ghế của chiếc xe được trang bị là ghế lì, trần xe với những cái chi tiết trần mọng được bọc da, bọc ni lông hết anh chị nhé, để giúp cho cái quá trình vệ sinh sạch sẽ nó sẽ dễ dàng hơn. Và những phần đường nét về hệ thống keo chỉ, đinh tán của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể cảm nhận qua cùng em với đây. Với những phần bậc lên xuống này, hay là hệ thống táp ly cánh cửa đã được ốp bảo vệ. Đây là những cái phần này dán anh chị này, ốp nhựa nhưng mà dán những cái chi tiết này. Và đây là những phần keo chỉ ở phần cánh cửa hàng ghế thứ 2 của chiếc xe. Tem mác thì nó luôn còn rõ ràng cho anh chị và các bạn có thể yên tâm về chất lượng của chiếc xe, đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể kỹ hơn. Mình có thể nhìn qua những cái thông số kính đây, nó đều là liền đời anh chị nhé, 2011, nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Với cái mức giá của chiếc xe bây giờ nó cũng rất hợp lý, chỉ hơn 200 triệu thôi. Anh chị và các bạn có một cái chiếc xe bền lành, di chuyển thì cũng rất là linh hoạt. Với phím chức năng của chiếc xe thì nó sẽ trang bị cho anh chị và các bạn như là lên xuống kính này, rồi hệ thống chỉnh gương thì nó sẽ nằm ở bên trong này. Với những tính năng thực dụng như chỗ để cốc này, đấy, dòng xe này nó thiết kế rất hay, ở hai bên đều có trang bị cái này. Và những cái phần cột kèo của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể nhìn qua những cái phần cột kèo, đinh tán của chiếc xe để cảm nhận qua là xem xe nó có bị tháo ra không nhé. Còn đây là những cái chi tiết này nó bị bong anh chị ạ, chứ không phải là nó bị vấn đề vặn viết gì đâu ạ. Tem mác vẫn còn rất là rõ ràng. Hệ thống găng cao su của chiếc xe này nó vẫn còn rất là chắc anh chị ạ. Đấy. Đây là những cái chi tiết về phần vô lăng của chiếc xe với hệ thống vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều chỉnh chức năng. Phía sau thì nó có chỉnh đèn, gạt mưa, tính năng cơ bản dễ dàng sử dụng. Với màn hình của chiếc xe này thì được bác chủ bác ý nâng cấp lên cái màn hình Android, nó sẽ nhiều chức năng giải trí cũng như là tiện ích cho anh chị và các bạn sử dụng. Hệ thống điều hòa, sử dụng điều hòa cơ thôi, chưa được trang bị điều hòa tự động. Hộp số với dạng rích rắc, những tính năng cơ bản rất là thực dụng, dễ vận hành, dễ sử dụng, bền lành. Tầm giá của chiếc xe Toyota Yaris phiên bản nhập Thái này hiện tại đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 280 triệu. Giá vẫn còn giảm và thương lượng anh chị nhé. Về chất lượng máy móc của chiếc xe thì đảm bảo cho anh chị và các bạn. Không hề hiện tượng bị đâm va, không gặp nước, bao check test mọi nơi. Hỗ trợ sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc. Đấy, những phần con ốc dàn cò, các chi tiết ốc chân máy, ốc mặt máy của chiếc xe anh chị và các bạn có thể kiểm tra qua. Và đánh giá về chất lượng của chiếc xe em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn. Và vừa rồi thì em đã mang tới cho anh chị và các bạn có thể tham khảo qua về chiếc Toyota Yaris phiên bản nhập Thái, sản xuất là năm 2011. Hiện tại đang được đơn vị chào bán với mức giá 280 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng anh chị nhé.